Các bác thân mến, mở đầu video clip lần này em sẽ cùng các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ cấu hình gồm có cặp loa Tannoy D500 đến từ Anh Quốc. Thứ hai đó là chiếc âm ly đèn Luckman LX32U và thứ ba đó là chiếc đầu CD Denon S10 đến từ Nhật Bản. Và sau đó thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về từng mẫu sản phẩm và cuối cùng thì em sẽ báo giá cụ thể cho từng mẫu sản phẩm để các bác có thể nắm được và cân đối về tài chính của mình. Và ngay sau đây thì xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ ba sản phẩm này khi chúng ta kết hợp với nhau. Anh nghèo tay trắng bao năm, yêu không dám ngỏ, âm thầm đắng cay. Anh về trong những cơn say lênh đênh, trọn kiếp trắng tay, trọn đời. Đời lênh đênh trắng tay, yêu em nhiều bao năm ngại cưới, sợ tình vây kín thương đau khi đời mình nghèo khó mai sau. Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kiếp xa hoa, ngậm ngùi thương tiếc xin ta tìm đâu giây phút mặn mà. Phận nghèo như con nước trôi đưa, con thuyền nơi đâu là bên, mộng mình xuyên kiếp mong manh, bao ngày sầu ngập mãi xuân xanh. Đường về hôm nay vắng tênh, mưa lạnh lùng qua mái tranh xưa, chạy lòng thương nhớ bơ vơ, nhân thế ơi sao mà hừng hờ. Từ lâu âm thầm song kiếp nghèo nàn, bao lần giang dở trong tôi, bởi trắng tay nên người ta mới phụ mình, thân phận nghèo nên lòng dám trách chi ai. Làm người ai không ước cao, mơ sáng giàu lợi danh quyền quý, mà trời cho con trắng tay nên một đời hôm nay chua cay. Nhìn đời bon chen đổi thay, bao cuộc tình mua bán trao tay, lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ. Và như vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ cấu hình này rồi. Và sau đây thì em sẽ tiến lại gần để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về từng mẫu sản phẩm. Trước hết thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa Tannoy D500 trước. Về cách thiết kế của dòng này thì các bác nhìn thấy đây là mẫu loa được thiết kế theo dạng loa cây. Cặp loa này thì nó có chiều cao lên tới là 93,4 cm và chiều ngang của nó cũng là 31,4 cm và chiều sâu của nó cũng là 34,4 cm. Như vậy thì các bác thấy đây là mẫu loa được thiết kế theo dạng loa cây. Còn về cấu trúc driver thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một loa bát có đường kính là 20 cm, nó sử dụng gân cao su và các bác thấy nó sử dụng màng bóng này. Đối với dòng này thì nó đem đến cái giải trầm của nó tiếng rất là dày. Ở phía trên thì nó sử dụng một loa chung và loa chép của nó được bố trí trong lòng loa chung, gọi là chép đồng trục. Một cách thiết kế rất là quen thuộc đối với những dòng loa ở phân khúc dòng D như dòng D500, D700 rồi là D900. Và các bác thấy ở hai bên sườn này này, nó được thiết kế vát nhé, vát chéo này và được đóng thon vót thùng về phía sau. Tức là ở mặt trước sẽ to hơn và ở phía sau của nó sẽ nhỏ hơn. Dòng này thì nó có trở kháng là 6 ohm và có độ nhạy là 91 dB.
Những cặp loa này thì cũng khá là nặng. Đấy, có trọng lượng em nhớ mang máng vào khoảng gần 30 kg trên một chiếc. Đây là cặp loa với tình trạng của nó, các bác thấy tuyệt vời rồi. Đây là phía bên sườn này. Ở phía sau thì các bác thấy nó sử dụng hai lỗ thông hơi, một lỗ thông hơi ở phía trên và một lỗ thông hơi ở phía dưới. Và các bác thấy đây là cầu nhận tín hiệu đi vào. Và đối với dòng này thì các bác thấy nó cho chúng ta có khả năng đánh BY. Các bác có thể kết hợp với những dòng âm ly có khả năng đánh BY thì rất là tuyệt vời. Những dòng âm ly của Denon đời cao, các bác có thể khai thác khả năng BY của dòng loa Tannoy D500 này. Cặp loa với tình trạng của nó thì các bác thấy rất là mỹ mãn rồi. Các bác thấy bóng lừ. Đấy. Cặp loa này thì có rất nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất về tình trạng của nó thì các bác cũng đã được quan sát cụ thể nhá, rất là đẹp này. Thứ hai, các bác thấy tem cờ còn. Và thứ ba thì các bác thấy chân đế còn. Và thứ tư nữa thì đây là cặp loa có số seri trùng nhau, tức là nó trùng đôi, trùng cặp. Bác nào yêu thích những dòng loa có số seri trùng nhau thì các bác có thể lựa chọn những cặp như thế này, rất là tuyệt vời. Và các tuyến loa thì các bác thấy mỹ mãn rồi. Và cặp loa ta nói D500 màu đỏ sẫm như thế này thì có mức giá là 50 triệu đồng với rất nhiều những cái ưu điểm như em vừa nêu trên. Còn về tình trạng của nó thì các bác cũng đã được quan sát rất là cụ thể. Đây là chiếc âm ly đèn Luckman LX32U. Đây là mẫu âm ly được thiết kế, các bác thấy nó vừa cổ kính mà vừa hiện đại. Xung quanh thì các bác thấy nó được bố trí bọc bằng vỏ gỗ này. Đấy. Và ở mặt trước thì nó sử dụng mặt phay nhôm trắng. Đấy, rất là đẹp. Có rất nhiều các chế độ chỉnh khác nhau. Chế độ chỉnh bass này, chép này, cắt tần số của bass và cắt tần số của chép. Tone, D-Jack. Đấy, rồi là low cut. Rồi là mono sustain, rồi là tape monitor. Input selector, line 1, line 2, CD, phono, ba lăng, volume, rồi là MCMM dành cho đầu đĩa than đấy, rồi là speaker. Đối với dòng này thì các bác có thể là khi chúng ta bật cầu A ấy, mà chúng ta tắt cái này đi thì nó cũng sẽ không ra tiếng đâu. Đấy, các bác thấy nó có speaker tắt cầu đưa ra loa, đấy, muting này, rồi là speaker AB, rồi là A cộng B, cộng phone. Đó là tổng thể ở mặt trước của dòng này. Và đối với chiếc ly đèn này thì nó sử dụng 8 bóng công suất L84. Chất âm của những dòng âm ly đèn thì các bác biết rồi, tiếng của nó rất là trong, sạch, nghe âm thanh của nó rất là tĩnh. Những dòng âm ly đèn thì không, những dòng âm ly bán dẫn thì không thể so được về cái độ sạch so với những dòng âm ly đèn được. Tuy nhiên thì mỗi dòng âm ly nó cũng có cái nét đặc trưng riêng, có cái ưu điểm riêng và nhược điểm riêng. Tùy theo cái sở thích của các bác để các bác có thể lựa chọn. Nếu như bác nào muốn nghe nó âm thanh nó độ tinh tế, trong trẻo, tĩnh lặng thì các bác có thể lựa chọn những dòng âm ly đèn. Vì chất âm của những dòng âm ly đèn bao giờ nó đem đến âm thanh của nó rất là sạch và trong. Và chiếc âm ly này thì còn nguyên cả thùng xốp nhé, đầy đủ phụ kiện hết thì có mức giá là 50. Ở phía dưới đó là chiếc đầu CD Denon S10. Đây là mẫu đầu rất là quen thuộc đối với các bác rồi. Đây là những dòng đầu thuộc dòng 2 trong 1, nó vừa chạy đĩa CD, ngoài ra có tính năng giải mã DAC. Nếu như các bác không nghe CD, các bác sử dụng nguồn phát từ trên TV hay là các thiết bị khác thì các bác có thể sử dụng bộ giải mã DAC của chiếc đầu này thì nó sẽ giải mã làm cho bản nhạc trở nên trong sạch hơn, làm cho tiếng bass của nó sẽ tròn trịa hơn, trung âm trong trẻo hơn và chép của nó có độ tơi sáng, nghe chép của nó sẽ mịn hơn rất là nhiều. Cho nên thì đây là mẫu đầu rất là thuận tiện cho các bác trong việc sử dụng. Ở mặt trước nó sử dụng mặt phay nhôm màu vàng chanh. Màn hình vi tính và cửa đĩa của nó được bố trí nằm ở chính giữa. Bên này là các chế độ sit-up, play, next bài, rồi là open, close, lever. Rồi bên này là các bác thấy một số chọn đường coaxial hoặc đường optical, power. Thế với tình trạng của nó thì các bác thấy tuyệt vời lắm, rất là đẹp. Và chiếc đi này thì, xin lỗi các bác, chiếc đầu này thì còn nguyên cả khiển luôn, khiển zin luôn, có mức giá là 15 triệu đồng. Với tình trạng máy thì các bác miễn chê, không có điểm trừ đâu, rất là đẹp. Và như vậy thì các bác thấy thì ở video clip này thì em cũng cùng các bác nghe và thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ cấu hình này rồi. Và em cũng đã giới thiệu sơ qua đến các bác về bộ ba sản phẩm này. Và em cũng đã báo giá cụ thể cho từng mẫu sản phẩm để các bác có thể nắm được và cân đối về tài chính của mình. Và cuối cùng thì các bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và sau đây thì cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.